kéo dài cả tuần. Và cũng trong thời điểm từ ngày 3 ngày 4 tháng 11, trên Biển Đông có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp, không loại trừ khả năng có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cũng trong những ngày đầu tháng 11, một luồng không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta. Sự kết hợp của xoáy thuận, không khí lạnh, nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ tạo ra một đợt mưa lớn dữ dội ở các tỉnh miền Trung. Dự báo mưa bắt đầu từ khoảng ngày 3 đến ngày 10 tháng 11. So với đợt mưa lũ cuối tháng 10 với trọng tâm từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, đợt mưa lần này có phạm vi tác động rộng lớn hơn. Lũ lớn xuất hiện trên sông Kiến Giang, sông Hương, sông Thạch Hãn gây ngập lụt trên diện rộng. Đợt mưa lũ sau cơn bão Trà My số 6 đã khiến cho 8 người tử vong, 14 người bị thương. Theo đó là hồ chứa thêm nước và đất thêm bão hòa. Trong không khí nóng bốc lên nhanh chóng, hình thành các đám mây dày chứa đầy nước có thể lưu lại trên vùng một khu vực trong nhiều giờ, làm tăng khả năng hủy diệt. Sự kiện này đôi khi gây ra những cơn bão mưa đá lớn và lốc xoáy mạnh, như đã thấy trong tuần này ở Tây Ban Nha. Miền Đông và Nam Tây Ban Nha đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này do vị trí nằm giữa Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Những khối không khí ấm, ẩm và các khối không khí lạnh gặp nhau trong một khu vực có núi, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành mây giông và mưa. Mặc dù các chuyên gia cho rằng sẽ cần thời gian để phân tích tất cả dữ liệu nhằm xác định liệu Nana lần này có phải do biến đổi khí hậu hay không, nhưng đa số đồng ý rằng gia tăng nhiệt độ Địa Trung Hải và điều kiện không khí ấm hơn, ẩm hơn góp phần làm cho các hiện tượng cực đoan xảy ra thường xuyên hơn. Can you see more of these flash? Chúng ta sẽ thấy nhiều trận lũ quét như thế này trong tương lai. Fingerprints of những trận mưa quá to và những trận lũ tàn phá này hay mang dấu ấn của biến đổi khí hậu. Devastating floods. Trước khi thuật ngữ Dana ra đời vào đầu những năm 2000, các trận mưa lớn vào mùa thu, vốn là đặc trưng của khí hậu Địa Trung Hải, đều được gọi phổ biến là gota fria, tức là giọt lạnh, ở Tây Ban Nha và một số vùng của Pháp. Thuật ngữ này vẫn được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Cơ quan thời tiết quốc gia Tây Ban Nha, EMET cho biết, khái niệm giọt lạnh hiện nay đã lỗi thời và định nghĩa Dana là một vùng áp thấp kín ở độ cao, đã bị cô lập và tách rời khỏi dòng kia liên quan. Emmet cũng nói rằng các hiện tượng Dana đôi khi trở nên cố định hoặc thậm chí di chuyển ngược lại từ đông sang tây. Việc số người thiệt mạng vì lũ lụt ở Tây Ban Nha tăng cao cũng đang đặt ra câu hỏi về hiệu quả của hệ thống cảnh báo thiên tai mà quốc gia này áp dụng để ứng phó với những hiện tượng thời tiết cực đoan. Sáng ngày 9 tháng 10, Emmet đã ban hành cảnh báo đỏ đối với vùng Valencia, miền đông nước này, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, phải đến chiều tối cùng ngày, cơ quan đối phó tình trạng khẩn cấp khu vực mới được thành lập. Thêm vào đó, thông báo yêu cầu người dân của thành phố Valencia không rời khỏi nhà, chỉ được gửi đi vào lúc 20 giờ tối cùng ngày. Theo phản ánh của người dân, cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã chậm trễ trong công tác cảnh báo lũ lụt. Họ chỉ nhận được thông báo khi nước lũ đã tràn vào. Nhiều tài xế, do không nắm được tình hình, đã lái xe ra đường và bị cuốn trôi. Cũng theo bà Hannah Crook, nếu các cơ quan dự báo thời tiết đưa ra cảnh báo sớm, những thảm kịch như vậy hoàn toàn có thể tránh được phần nào khi người dân không di chuyển tới các khu vực có dòng nước lũ dâng cao. Bà cho rằng với tình trạng thiệt hại hiện nay, hệ thống cảnh báo của Valencia đã thất bại. Chỉ nói với mọi người rằng trời sẽ mưa rất nhiều là chưa đủ. Chúng ta đã thấy rằng mọi người đang đặt mình vào tình thế nguy hiểm khi lái xe trong nước lũ và lượng nước quá lớn đã làm ngập tràn những nơi này. Bà Lee Stephens, giáo sư về rủi ro khí hậu và khả năng phục hồi tại Đại học Reading, đã nêu bật sự cần thiết phải hành động quyết liệt hơn để ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Bà cho rằng việc để nhiều người thiệt mạng do những sự kiện có thể được dự báo trước là một điều khó có thể chấp nhận, đặc biệt khi nhiều quốc gia có đủ nguồn lực để bảo vệ người dân của mình. Các nhà khoa học cảnh báo rằng các sự kiện thời tiết cực đoan đang trở nên dữ dội hơn, kéo dài hơn và xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Trong một số trường hợp, ngay cả những quốc gia có hệ thống cảnh báo hiện đại cũng khó lòng đối phó với những sự kiện bất ngờ. Về tỉnh Hưng Yên, khi qua khu vực luồng sông Cấm, tổ công tác của trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng bất ngờ xuất hiện. Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hơn 1.000 tấn than đang vận chuyển trên tàu. Phương thức thủ đoạn đối tượng là hết sức tinh vi xảo quyệt, thường sử dụng các địa bàn giáp danh tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương để với lại mua bán thu gom các than
trôi nổi, không có nguồn gốc xuất xứ. Sau đó lợi dụng các đêm tối thì thời tiết là không đảm bảo, thì cái công tác tuần tra kiểm soát chức năng là khó khăn để coi như là vận chuyển. Theo xác minh, toàn bộ số than này được các đối tượng thu mua gom trôi nổi trên thị trường, sau đó tập kết về cảng rồi trà trộn với các loại than thương phẩm. Không chỉ trốn thuế, nếu các loại than này được tiêu thụ chót lọt thì người chịu thiệt chính là người tiêu dùng vì mua phải hàng kém chất lượng.